Chuyện đạo chuyện đời ngày 12 tháng 4, Thánh Giuse Moscati. Con xin một Chúa nhỏ nhoi trong trái tim của Chúa mà thôi, để con chôn vùi tội lỗi tháng năm qua bỏ Chúa trong đời. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thơ. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương, trái tim Chúa như cửa thiên đường để đưa ta tới suối nguồn yêu. Chuyện đạo chuyện đời ngày 12 tháng 4, Thánh Giuse Moscati. Thánh Giuse Moscati sinh ngày 25 tháng 7 năm 1880 tại Benevento, nước Ý. Thánh nhân là con thứ bảy trong gia đình có 9 người con. Thân phụ của Giuse Moscati là thẩm phán ở Napoli. Vì vậy, cả gia đình đã chuyển đến sống ở đó. Khi Giuse lên 12 tuổi, người anh trai Alberto của ngài bị té ngựa. Thoạt đầu, gia đình hy vọng chữa trị được, nhưng tình trạng của cậu nhỏ dần dần trở nên xấu hơn và tệ hơn. Giuse Moscati trải qua nhiều giờ rảnh rang bên giường của anh mình. Ngài cũng có mặt ở đó khi anh Alberto qua đời. Cái chết của người anh trai đã gây cho Giuse Moscati một ấn tượng sâu đậm. Ngài xin Chúa Giêsu đang hiện diện trong bí tích Thánh Thể và mẹ Maria lời giải đáp. Đau khổ phải có mục đích của nó. Giuse Moscati cũng thử tìm đến với những phương dược chữa trị chuyên môn. Qua những phương thuốc tối hảo nhất, Giuse Moscati nhận thấy rằng trong cuộc đời này, chúng ta đang hành trình đến sự sống vĩnh cửu. Vì vậy, chúng ta có bổn phận phải giúp đỡ tha nhân và phục vụ họ đang khi chúng ta cùng nhau hành trình. Giuse Moscati phân vân do dự và đã cầu nguyện cho biết phải làm gì với cuộc đời của mình. Rồi Giuse quyết định muốn đóng góp chút tài lực để chữa trị nỗi đau khổ thể lý của con người. Giuse Moscati sẽ trở thành bác sĩ. Năm lên 23 tuổi, bác sĩ Moscati bắt đầu công tác tại bệnh viện chuyên chữa những chứng bệnh nan y ở thành phố Napoli. Sau đó, cậu mở một phòng mạch tư. Hết mọi tư nhân đều được tiếp đón, dù họ có thể hoặc không thể hoàn trả phí tổn. Bác sĩ Giuse Moscati ghi toa thuốc cho những bệnh nhân nghèo, rồi trả tiền thuốc bằng chính tiền túi của mình. Mỗi ngày sống trải qua thật dài và vất vả, nhưng bác sĩ Moscati vẫn kiên nhẫn, dịu dàng và sống bao dung quảng đại. Ngài cố gắng chăm chú lắng nghe các bệnh nhân, khuyến khích và cầu nguyện cho họ. Không chỉ là bác sĩ ưu tú, mà Giuse Moscati còn là một người thánh thiện nữa. Làm sao mà Ngài làm được điều đó? Mỗi buổi sáng, Giuse Moscati đi tham dự thánh lễ và dùng thời giờ để đọc kinh nguyện. Rồi Ngài thăm viếng những người nghèo khổ, đau ốm, sống trong những khu nhà ổ chuột của thành phố Napoli. Sau đó, Giuse Moscati tới bệnh xá và bắt đầu các phiên trực của Ngài. Giuse Moscati đã làm việc và cầu nguyện cho các bệnh nhân của Ngài suốt 24 năm. Giuse Moscati đã dốc đổ hết sức lực cho ơn kêu gọi của đời Ngài. Vào trưa thứ Tư, ngày 12 tháng 4 năm 1927, bác sĩ Moscati cảm thấy yếu mệt. Vì vậy, Ngài đã tới phòng mạch của Ngài và ngồi nghỉ trên chiếc ghế bành. Tại đó, Giuse Moscati bị chứng đột quỵ và tắt thở, hưởng dương 47 tuổi.
bác sĩ Giuse Moscati được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị tôn phong lên bậc hiển thánh ngày 25 tháng 10 năm 1987. Thưa anh chị em và các bạn, câu chuyện của một vị thánh là một bác sĩ. Điều mà người ta vẫn nói là lương y như từ mẫu. Đấy, đúng là lương y như từ mẫu đây. Còn bây giờ nhiều khi lương y như ác mẫu. Phải có tiền thì mới chữa, không có tiền thì không chữa. Có khi chữa thì còn nuôi bệnh. Anh ấy chỉ cho hai toa thuốc là khỏi, nhưng mà kéo đến 20 lần để nuôi bệnh, cứ cho dần dần uống mới khỏi. Rồi còn biết bao nhiêu những câu chuyện đau lòng khác nữa mà chúng ta đang thấy pháp luật đưa ra. Những bác sĩ, những y sĩ tăng tiền thuốc lên, rồi làm thuốc giả, rồi thì thậm chí đưa cả thuốc lắc vào trong phòng bệnh nữa. Những tấm gương sáng như là Moscati thì ít người biết đến, vì họ âm thầm họ phục vụ. Biết bao nhiêu bác sĩ, y sĩ, y tá, họ lặng lẽ, họ âm thầm phụ cho các bệnh nhân. Họ chẳng tính toán, là chẳng cần tiếng tăm gì, nhưng mà chỉ có một vài con sâu làm rầu nồi canh, làm cho người ta nhìn thấy hình ảnh của những thiên thần áo trắng đã bị hoen ố, bị phai mờ. Vì những con người ấy để cho đồng tiền nó làm lu mờ, tất cả là chỉ vì đồng tiền, vì lợi lộc, vì lòng tham, không có kiềm chế được, cho nên là làm những chuyện phi pháp. Rồi bây giờ thì ra tòa, rồi bây giờ thì vào tù nhiều. Nhất là trong cơn đại dịch Covid vừa rồi, nhiều người tăng thuốc đề kháng, rồi làm đủ mọi thứ, rồi những chuyến bay giải cứu, rồi đủ thứ trò lợi dụng Covid để mà kiếm tiền, nhất là của những người dân nghèo, tội nghiệp, bệnh tật, ai cũng mong được chữa trị. Gương của vị thánh Moscati này, chữa trị rồi lấy tiền của mình để trả tiền thuốc cho bệnh nhân, và chữa trị hết mọi người, dù họ có tiền trả hay không có tiền trả. Khi người ta đến, điều đầu tiên là chữa trị, chứ không phải điều đầu tiên là thủ tục đầu tiên. Đầu tiên là gì? Thủ tục đầu tiên là thủ tục gì? Thủ tục đầu tiên là tiền đâu? Đọc trải lại, đầu tiên là tiền đâu? Có tiền xong rồi mới nói chuyện gì thì nói. Rồi những người nghèo có khi đi cấp cứu mà không có tiền thì cứ nằm đó, có tiền thì mới vô cấp cứu, phải không? Rồi không có tiền mua máu thì không có máu mà tiếp. Cứ như thế thì làm cho những người bệnh đã khổ càng khổ hơn. Và có nhiều cái chết oan ức. Có nhiều cái chết oan vì nếu mà chữa trị kịp thời, chữa trị đúng lúc thì nó không phải xảy ra những cái chuyện đó. Suốt 24 năm thưa anh chị em phục vụ như vậy. Mà để phục vụ được như vậy, làm cách nào mà có thể kiên trì như vậy? Vì không những là một bác sĩ ưu tú Moscati, còn là một người thánh thiện nữa. Mỗi sáng đi tham dự thánh lễ, dùng thời giờ đọc kinh nguyện, thăm viếng người nghèo khổ ốm đau trong khu ổ chuột, rồi mới tới bệnh xá và bắt đầu phiên trực của mình. Rồi làm việc và cầu nguyện cho bệnh nhân. Không phải mình chỉ phục vụ bệnh nhân, nhưng mà cầu nguyện cho họ nữa, để họ đủ sức chịu đựng và để họ được gặp thầy, gặp thuốc, để họ được Chúa chữa lành. Có mấy bác sĩ mà đi chữa bệnh mà cầu nguyện cho họ đâu. Nói thứ cha, họ không có cầu đâu cha, lỡ cầu rồi nhỡ Chúa nhận lời thì sao? Không, cầu nguyện Chúa nhận lời thì tốt chứ, nhưng mà Chúa nhận lời thì họ đâu có chữa bệnh được nữa. Không chữa bệnh nữa thì họ không có tiền. Vừa mới đến lần đầu tiên cho thuốc về, cầu nguyện xin Chúa chữa lành nó khỏi luôn, không đến nữa lấy tiền đâu ra. Thưa anh chị em, nó để cho cái đồng tiền nó làm mất cái lương tâm. Cho người ta bảo là phải có y đức, có đạo đức của người làm thầy thuốc, gọi là y đức. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta, không phải chỉ người làm trong ngành thầy thuốc, mà mỗi người chúng ta đều là những thầy thuốc. Thầy thuốc về mặt tinh thần, về mặt tâm linh, để chữa trị cho chính mình và cho những người thân mình bằng việc cầu nguyện, bằng việc tín thác và quyền năng lòng thương xót Chúa. Tôi thấy bây giờ người ta chạy đến với lòng thương xót Chúa rất nhiều. Mà một trong những lý do chúng ta không thể phủ nhận được đó là họ đau bệnh về thân xác, đau bệnh về tâm hồn. Chạy thầy, chạy chữa đủ mọi chỗ rồi, tiền mất tật mang. Bây giờ chạy đến với ai đây ngoài lòng thương xót Chúa? Và rồi chúng tôi mới gặp một nhóm từ
mãi dưới Bến Tre đi xe 7 chỗ lên những ông bà nhà quê. Có một anh thanh niên bế đứa bé, bà cố ngoại của nó, bà cố nội nó. Chứ không phải là bà nội, bà cố nội của đứa bé ra nói: "Thưa cha, đây là đứa con của lòng Chúa thương xót." Lúc mà mẹ nó mang thai thì nói không có tim thai, rồi cứ đòi phá bỏ. Rồi khấn nguyện, cha nhắc bà cứ tin tưởng phó thác vào Chúa. Đến lúc mà gần sinh bác sĩ vẫn bảo là phải bỏ thôi. Lúc mà 8 tháng thì sinh non, được có đúng 1,5 kg. Và đứa bé đó phải nuôi lồng kiếng, coi như không có hy vọng sống. Mà bây giờ nó đi ra 3,5 tuổi đây, 13 kg đây, đang khỏe mạnh được trước mặt mọi người đây. Còn là bà cố nội của nó. Nhưng mà rất tiếc một điều là người mẹ nó thì lại bỏ bố nó và con để đi sang cái thuyền khác. Bố nuôi đứa con nhìn mọn đó đến để con tạ ơn Chúa, đứa con của lòng thương xót Chúa. Thì mỗi người chúng ta, thưa anh chị em, được mời gọi trở thành những lương y, trở thành những thầy thuốc, đem lòng thương xót Chúa đến cho họ, để họ tin tưởng cậy trông vào Chúa. Cho nên cái máy lòng thương xót Chúa với bệnh nhân chúng tôi chỉ làm trong cơn đại dịch khoảng 1,000-2,000 máy, mà bây giờ tới mấy chục ngàn mà vẫn, người ta vẫn cần, vì nhà nào cũng có bệnh nhân. Và khi nghe cái máy đó họ cảm thấy được bình an. Có lần Chúa Minh Côi, có lần Chúa lòng thương xót Chúa, có lời cầu nguyện xin ơn chữa lành, có những bài hát, giống như lời kinh giúp họ tích cực hơn, vui vẻ lạc quan hơn để mà sống. Dù có ngày mai chết thì vẫn, ngày chết thì hôm nay vẫn còn bình an, vẫn nụ cười và ra đi trong bình an, chứ không có phải lo lắng sợ sệt gì cả. Trước sau gì mỗi người chúng ta rồi cũng phải chết. Nhưng mà cái chết nào là cái chết đẹp nhất? Thưa, cái chết tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa. Và người thầy thuốc là người mà không chỉ chữa cho họ về thân xác, nhưng mà cầu nguyện cho họ để xin Chúa chữa lành cả bệnh tâm linh cho họ nữa. Mến chúc anh chị em và các bạn mỗi người được trở thành những thầy thuốc cho mình và chữa trị cho những anh chị em mình bằng phương dược linh nghiệm, nhất là lòng Chúa thương xót. Amen. Con xin một chỗ bình yên trong trái tim của Chúa tình yêu, để con yêu Ngài mãi mãi, hàng năm qua chẳng chút phai nhòa. Trái tim Chúa rộng lượng thứ tha, trái tim Chúa đầy tình thiết tha, trái tim Chúa ôi thật hay thà. Trái tim Chúa đầy lòng xót thương, trái tim Chúa đầy lòng mến thương.